Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại đến review của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại đến với một sản phẩm Biolin tiếp theo mà mình đã giới thiệu ở trong tiêu đề clip. Đó chính là một sản phẩm của phiên bản Biolin Gold Digger. Nói về Gold Digger thì chúng ta có rất nhiều phiên bản giới hạn. Điển hình có thể kể đến giống như kiểu phiên bản mà màu vàng, và thậm chí là có hai phiên bản màu vàng, một phiên bản màu vàng in thường và một phiên bản màu vàng in metallic. Kế đến đó thì chúng ta có một phiên bản khác nữa, tức là phiên bản màu vàng này thậm chí là còn gần như là mỗi năm ra sản xuất ra một lần. Và một cái phiên bản khác biệt nhất so với các phiên bản còn lại đấy là sản phẩm mà theo như mình thấy rằng là đây là một sự thử nghiệm mùi hương của Bivalent. Đó chính là một trong số đó, chính là cái sản phẩm Bivalent Gold Digger phiên bản giới hạn Fucking Amazing. Mình nhận ra một số cái gu nước hoa ở trong những phiên bản lần này. Đây là những cái mùi clone nước hoa mà Bivalent định thử. Thì phiên bản Fucking Amazing này mình nhận ra được một cái mùi nước hoa mà mình cực kỳ yêu thích. Tuy nhiên rằng nó không giống hoàn toàn với cái mùi gốc. Nó chỉ có một cái mùi gần như tương tự. Tức là nếu mà so với mùi gốc thì cái sự tuyệt vời nó không được như tương tự đâu. Nó chỉ ở cái mức độ khoảng một nửa hoặc dưới một nửa thôi. Tuy nhiên rằng là nếu mà để mà nói bảo là ở đây một nửa đấy giống với mùi gốc thì một nửa còn lại giống cái gì? Thực ra thì cái một nửa đấy thì mình phải nói rằng là cái không phải là cái vấn đề tương đồng, mà là cái vấn đề mà nó bị thiếu, hoặc là cái sự ấn tượng của nó không được như mùi gốc. Có thể do độ nồng của cái chất sản phẩm này, có thể là do cái vấn đề mà chuyển hương, có thể bay hơi, vân 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 vân, rất là nhiều thứ nó thành ra là một cái ấn tượng mùi về trong cái sản phẩm mà mình có thể nói rằng ở đây rằng là cái mùi này thực sự không gây lại ấn tượng quá nhiều với mình nghĩ rằng là đa số công chúng. Xin giới thiệu với các bạn một mùi hương rất thành công của một nhà mốt có tiếng, một con người rất là tài hoa ở trong giới thời trang, một mùi cologne nước hoa Tom Ford Fucking Fabulous trong sản phẩm Bavarian Conditioner. Thì mình là một fan khá cứng của Tom Ford. Mình không phải là người, tuy nhiên rằng mình là fan cứng của Tom Ford, nhưng mình lại là người mà sẽ không bao giờ đề cao như hạ những mùi cơ bản sau đây mà mọi người thường thường có một số người khác cũng là YouTuber nhưng mình sẽ rất là thích, và là đa số mọi người cũng rất rất là thích. Đó chính là Tom Ford Tobacco Vani và Tom Ford Neroli Portofino. Thực ra thì mình không ghét cái mùi Tobacco Vani theo cái kiểu là nó không, vì nó không thơm hay là không hợp mũi, mà do là nó gây cho mình quá nhiều thất vọng. Bởi vì là mình cũng từng là các bạn, mình đọc rất là nhiều review về Tobacco Vani rồi lớp hương này lớp hương kia, nhưng thực tế ra khi mà mũi mình ngửi thì Tobacco Vani chỉ đáp ứng được đúng hai cái nốt hương mà ở trên cái tên của nó đã thể hiện đó. Nó không có một cái lớp hương nào khác ở trên da mình cả, rất là tệ, kiểu mình thực sự thất vọng về cái vấn đề đấy. Cái thứ hai là Neroli Portofino, cái mùi đấy thực sự ra không phải là nó không thơm, mà là với mình là nó hơi bị nồng quá. Mình thường dùng Neroli Portofino bản Ford nhiều hơn. Thì đến đây thì mình cũng xin vắn tắt lại là mình cũng có thích Tom Ford, nhưng mà không phải là những cái mùi kiểu biểu tượng như thế đó. Thì mình, gu của mình thì thực sự không phải là mùi hoa huyết các kiểu, nhưng mà Fucking Fabulous là một trong những cái mùi mà mình cảm thấy nó gợi lên cái con người mình. Fabulous, Fucking Fabulous như cái tên luôn. Nó, mình không quan tâm nhiều lắm tới việc là mọi người nói sao về việc cái gu thời trang của mình. Nó giống như kiểu là đầu mình khá to so với tỷ lệ của cái người, và mình đang để tóc dài thì rất là nhiều người nói rằng là đầu tiên là nóng này, thứ hai là nhìn trông nó bị kiểu mất cân đối, kiểu như là mình giống như kiểu một cái kẹo mút ấy, kiểu như là đầu thì to mà người thì nhỏ, kiểu hoặc là một cái là người que. Nhưng mà mình kiểu kệ, bởi vì mình thích, mình nghĩ rằng là mình cảm thấy rằng, chứ mà mình nghĩ rằng mình cảm thấy rằng cái việc cái phong cách của mình nó như vậy, nên mình không quan tâm tới việc mọi người nói như là. Hơn hết nữa là việc là mình đang trải nghiệm cái vấn đề nuôi tóc dài. Vì việc mình nuôi tóc dài ra thì mình sẽ có những cái gì để nói với các bạn, rất là nhiều thứ. Tự nhiên không tự nhiên đâu là mình nuôi tóc dài rất là nóng nực làm gì, nhưng mà bình thường ra thì tóc mai mình vẫn nuôi đó.
rất là nhiều thứ, hoặc là vấn đề mà về kiểu cách thời trang nọ kia. Việc nếu mà ai gặp mình ngoài đời rồi thấy mình đi bốt mà kiểu như là mấy cái kiểu đôi bốt của Amiri rất là nhiều xích, rất là lấp lánh, bắt sáng cực kỳ luôn. Kiểu như là bên trên thì rất bình thường, bên dưới thì lại lấp lánh, chuyện bình thường luôn. Mình cực kỳ thích cái vấn đề đấy. Mọi người cứ nói rằng là cái này nó nhìn trông thế này nhìn trông kia, đấy là do mọi người nhìn không quen mắt hoặc mọi người không thích nó. Chứ còn vấn đề ở đây là không phải là nó không hợp với mình. Đó, mình còn đi bốt còn hợp, đi bốt đấy còn hợp hơn chán vạn mình đi giày tây. Nhìn mình đi giày tây ấy, thì nó giống như kiểu là nói sao nhỉ? Trông mấy ông giống như mấy ông xe ôm ấy mà kiểu là đi mua mấy cái đôi giày rẻ, giá rẻ về xong rồi đi giẫm gót ấy. Đó, kiểu như thế, nhìn trông rất là kiểu thô kệch, nhìn trông rất là kiểu kịch cỡm. Còn nếu mình đi giày thể thao ấy thì nói thẳng với các bạn luôn, tất cả mọi người mà bảo mình đi giày thể thao ấy là mọi người không sống cuộc sống của mình, bởi vì mình khẳng định với các bạn luôn là dây thần kinh vận động của mình ấy là kém phát triển hơn tất cả dây thần kinh khác. Tức là nếu nếu bắt mình chơi thể thao ấy thì mình sẽ đứng hạng chót con mẹ luôn. Nếu có thằng nào có thể mà đứng dưới hạng chót như mình trừ mấy ông tàn tật, và thậm chí mấy ông tàn tật còn chơi thể thao tốt hơn mình thề với các bạn luôn. Đó, nếu mà để mà mình áp mình vào một phong cách thể thao mà khỏe khoắn ấy thì bỏ đi, bởi vì nó không hợp con người mình, cảm giác mình đi rất là lù đù. Đó, thế nên là rất là phí cái đồ thể thao đó. Và nếu mà mình bảo mình chơi sneaker thì rất là nhiều thứ đó, thì lan man tận 6 phút để mà nói rằng là khẳng định phong cách như thế nào. Thực ra là đơn giản thôi, để mình đang giải thích cho các bạn cái tên của sản phẩm này. Có những thứ mà các bạn mua về nó không phải là do số đông mà do cái sự hiểu bản thân của các bạn tự tin rằng là bạn mua về nó phục vụ cái mục đích đấy cho các bạn thì các bạn mua nó, chứ không nhất thiết là phải kiểu mình dùng hợp. Bạn mình dùng cũng hợp, và ông của bạn mình dùng cũng hợp, và ông cố cố nội của bạn mình dùng cũng hợp thì bây giờ bạn mua đi. Đó, ai dùng cũng hợp cả, nhưng mà đến lúc mua về mình cảm giác có rất là nhiều thứ ở trong một cái sản phẩm, một cái trải nghiệm này, một cái mùi hương, cảm giác mà mình không thích, không hợp. Bây giờ mình quay lại bảo tôi dùng sản phẩm này không hợp. Xong rồi cảnh cả lò nha, cái thằng kia nó ra nó chửi mình. Nó bảo tại sao mày lại dùng không hợp ở trong khi cả nhà tao dùng mấy đời hợp. Nó kiểu như thế, nó rất là khó chịu đúng không ạ? Thì đấy, khi mà các bạn đến với Nguyên Review thì Nguyên Review khuyến khích các bạn rằng là hãy sống theo một cái mức độ hiểu bản thân một cách sâu sắc nhất, chứ không phải là theo một cái tôi nói thế này thì bạn phải như thế kia. Nguyên Review chỉ là một cái kênh tham khảo và các bạn có thể chỉnh sửa. Nguyên Review nó giống như kiểu là Wikipedia nhưng mà theo dạng vlog vậy. Tức là ngay ở khi mình đưa cho các bạn một số những thông tin nó theo mình là đúng, tuy nhiên rằng là khi các bạn kiểm chứng ra nó là một cái thông tin sai lệch, các bạn có thể hoàn toàn có thể góp ý với mình và mình sẵn sàng đón nhận cái việc đấy mà không cảm thấy khó chịu. Tức là mình sẽ không block các bạn hoặc là đi cãi nhau tay đôi với các bạn, mình sẽ cố gắng hiểu các bạn nhiều hơn để chiều các bạn nhiều hơn. Đó là cái vấn đề của cái review đó. Thì chúng ta hãy đi vào những cái review bình thường của sản phẩm, không có lan man nữa đó. Thì sản phẩm của chúng ta đây, đi từ trái qua phải thì chúng ta có rất là nhiều khác biệt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ không còn là những cái biểu tượng sao nhỉ? Những cái biểu tượng về cái kết nối ở cái mạng xã hội của Violin ở bên phía tay trái nữa, mà thay vào đó chúng ta có giới thiệu dòng sản phẩm Black Gold, tức là dòng sản phẩm giới hạn này ạ. Đó. Hướng dẫn sử dụng thì vẫn bằng hai thứ tiếng. Kèm theo đấy ở đây chúng ta có Violin, trang web của Violin và chữ Make in Denmark, tuy nhiên không được làm nổi như các phiên bản khác. Đó. Ở đây thì phiên bản này sẽ dùng cái nền đen và chữ hồng đó, để nhấn mạnh cái vấn đề fucking amazing. Ở phía bên cạnh từ trái qua thì chúng ta sẽ có một cái sự khác biệt cũng khá là lớn. Đó là bỏ đi cái slogan work hard, style hard của Byron giống như kiểu thế này các bạn. Bình thường thì chúng ta sẽ có như thế này. Đó. Như ở đây thì chúng ta sẽ có một cái dòng mà thiết kế khác hoàn toàn, đó là người ta ghi là made finish và extreme hold. Tức là nếu như bình thường thì chúng ta sẽ có cái chữ đấy ở phía bên phải cơ chứ không phải bên trái, thì nay ấy được rời sang bên trái và cái thiết kế nó cũng rất là khác biệt đó. Và ở giữa thì chúng ta có gì, chúng ta sẽ không có chữ buy violin nữa mà chúng ta chỉ có tên sản phẩm. Cái điều này khiến cho mình thấy rằng là nó đồng bộ ở cái thiết kế, tức là mình sẽ không bị cái logo của Byvalent nhìn trông nó hơi lệch tông, bị lệch tông so với những cái
tên sản phẩm và cái phông chữ của sản phẩm, bởi vì logo thì nó vẫn phải giữ nguyên cái đấy để nó nhận diện thương hiệu mà. Đó, thế nên là cái việc đưa logo thì có thể đưa vào cái phần mà giới thiệu địa chỉ công ty hoặc là cái thành phần, những cái đoạn ở mã vạch, tức là những cái phần thông tin ở bên dưới, nó có thể đưa như thế tùy từng hãng thôi. Tức là ví dụ như Quater bên mình thì vẫn thế, vẫn đưa logo to tổ bố lên trên bao bì đó. Thì ở đây chúng ta có gì tiếp? Chúng ta sẽ có số lô, số thứ tự của cái hộp này. Ở đây thì cái phiên bản fucking amazing này sẽ chỉ có 1.000 hộp giới hạn trên toàn thế giới. Và mình sở hữu đây là hộp thứ 495 trên 1.000. Ở bên dưới thì chúng ta có một cái dòng chữ collector item. Tức là đây là một sản phẩm dành cho những người sưu tầm. Có thể là như mình, có thể là một số giống như một số người khác. Mình thì không rõ là có ai sưu tầm đủ like của Babylon Black Gold này không. Tuy nhiên rằng là bởi vì là mình cũng chỉ chú ý tới việc là có cái con mùi như thế này và cái tên nó rất là hay, thành ra thì mình chỉ mua một con này thôi. Bởi vì là thực ra thì mình cũng không phải là một fan cứng của Babylon. Tuy rằng là có một sản phẩm cũng giới hạn mình cũng rất là thích, là một cái sản phẩm mà mình thích nhất trên đời này, từ mùi hương cho đến hiệu năng. Tuy nhiên là mình sẽ dành cái vấn đề đấy dành cho cái clip sau ha. Đó, thì ở phía bên phải chúng ta có gì? Chúng ta sẽ có một cái miêu tả phiên bản, tên phiên bản và miêu tả sản phẩm. Nó giống như kiểu ở đây này các bạn. Ở đây chúng ta Wax Zero có B Wax đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có Black Gold, Black Gold và Styling Wax. Đó. Mình thì mình thực sự ra mà nói thì để mà so sánh với những cái bình thường, nói sao nhỉ, với cái thiết kế bình thường của Babylon thì cái thiết kế này với mình chưa đạt được đủ đến cái độ mà nó vào cái gu và cái vai. Thực sự ra là có thể là do cá nhân mình. Tuy nhiên rằng là mình với cái phông chữ này, cỡ chữ này, vì cỡ chữ nhất rất là nhỏ này và thực sự không gây được ấn tượng cho mình, thì mình thích kiểu kiểu giống như kiểu màu hồng đèn neon, kiểu 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 mà các thập niên mà còn thời thời đại disco kiểu 50 60 ấy, nó sẽ áp dụng vào những cái màu sắc và cái phông chữ của cái sản phẩm này, thì mình sẽ cảm thấy nó phấn khích hơn hẳn. Nó giống như kiểu là bay bổng, nó giống như kiểu là thoải mái ấy, nó giống như kiểu là một cái sản phẩm mà cho hippie kiểu thế, mình sẽ thích hơn hẳn. Nhưng mà tuy nhiên rằng mình vẫn hiểu rằng là cái giới hạn của việc thiết kế bao bì nằm ở cái chất liệu và những cái không phải cái vấn đề in ấn nữa, thế nên là mình cũng không thể nào đòi hỏi hơn. Ở đây gọi là tạm chấp nhận được rồi, nhưng mà vẫn có điểm chê rằng là cái phông, cái cỡ chữ của cái chữ Black Gold và Styling Wax này thực sự dùng rất là nhỏ, mình có thể dùng cái cách như thông thường để mà nhấn mạnh vào sản phẩm. Tuy nhiên rằng là ở đây Babylon đã chọn một cái cách có thể nói rằng là không phải thông thường của Babylon mà là thông thường của mọi người, tức là sẽ ngăn hai bên này dọc một cái, nó giống như kiểu là kẻ kẻ một cái đường màu hồng vậy, nó giống như kiểu thế. Thì nó rất là thông thường thôi, tuy nhiên rằng là vì cái phông chữ này nó hơi bé một chút thì mình cũng không thích nó. Mình thích một cái thứ gì nó rõ ràng hơn, nó rõ ràng hơn, nó to hơn một chút, nó to hơn một chút đấy. Mình cứ thích những gì nó to to một chút thôi, to vừa phải, chứ còn to quá thì cũng không ai chịu được đấy, thì rất là xấu đấy. Thôi thì không nói về vấn đề to nhỏ nữa, chúng ta sẽ đi tiếp vào vấn đề bao bì. Thì chúng ta bên phải nữa thì đã có thành phần, và như mình đã nói là cái chữ, cái logo của Babylon có thể dịch sang cái vấn đề ở cái chỗ mà có cái thành phần rồi địa chỉ công ty nọ kia, thì đây đây là cái mình nói hoàn toàn có thể luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn chữ Babylon nổi bần bật luôn, ngang với cái mã vạch ở bên ngoài cùng bên phải đó. Thì đấy, hoàn toàn có thể thiết kế như vậy và vẫn đảm bảo được rằng là người ta vẫn sẽ nhận diện được đây là cái hộp sáp của hãng gì. Thì cuối cùng thì chúng ta có thông tin là gì? Chúng ta sẽ có hạn sử dụng này và trọng lượng hộp. Trọng lượng hộp ở đây thì vẫn là 65 ml, 2,2 ounce. Ở bên dưới đáy thì chúng ta có cái vẫn như cái thiết kế bình thường, vẫn như cái những cái thông tin bình thường của cái hộp này thôi. Ở phần bên trên nắp thì cũng không có gì. Vặn ra thì đây. Thưa các bạn. Tuy nhiên rằng một cái hay ho rằng là gì? Chúng ta có Black Gold. Tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ không có màu gold mà chúng ta sẽ có màu silver fox. Sẽ có màu xám. Thực ra cái vấn đề mà
cái chất sáp màu xám hay là màu vàng hay là màu xanh hay màu gì chăng nữa thì hoàn toàn có thể thay đổi được, rất là đơn giản nếu mà với những cái người mà có tay nghề. Thế nên là mình cũng không ngạc nhiên quá khi chất sáp chuyển sang màu xám. Tuy nhiên rằng là mình không hiểu ý đồ của nhà sản xuất khi mà đưa ra một cái chất sáp màu xám như thế này trong một cái sản phẩm màu hồng. Người ta có thể làm màu hồng được, mình thề với các bạn luôn là có thể làm màu hồng được, thề thề luôn, không điêu. Và mình không hiểu sao người ta không làm màu hồng hoặc là màu đen hoặc là một cái màu khác liên quan đến phần bao bì nhiều hơn, họ lại làm màu xám. Nó rất là kiểu cảm xúc, rất là cái kiểu đang fucking amazing. Ê, amazing đủ phát vào một cái màu xám. Wow, màu chán dễ sợ luôn. Cái màu xám là một trong những cái màu nhàm chán nhất, nó gần như kiểu mang cái kiểu cái cảm giác nó buồn bã, nó trung tính, nó kiểu ngày nào cũng như ngày nào, kiểu màu xám buồn nhàm chán kiểu kiểu thế. Tự nhiên bao bì fucking amazing, kiểu wow, đây sẽ là một sản phẩm tuyệt vời, mùi hương tuyệt vời, kiểu rất là lý kiểu thế. Còn bao bì còn màu hồng đen nữa, kiểu Blackpink kiểu kiểu thế. Không, mình không không là xoáy kiểu thế đâu nha, đấy là vấn đề vui vẻ thôi, đang nói vui vẻ thì tự nhiên vào, tự nhiên có quả màu xám ở chất sáp, nhìn trông ghê vậy, nhìn trông sợ vậy, kiểu nhìn trông kiểu bị sốc ấy, kiểu bên ngoài thì lộng lẫy mà bên trong thì buồn buồn tẻ. Nhưng mà mình vẫn sẽ review, thì mình đã nói rồi, đây là một mùi clone của Tom Ford fucking Fabulous. Tuy nhiên rằng mình khẳng định với các bạn rằng là cái mùi này nó còn giữ được lâu hơn cả mùi nước hoa gốc. Mùi nước hoa gốc thề với các bạn luôn là chỉ giữ được cao nhất với người cao nhất, giữ để cho người khác ngửi thấy nhá, trong vòng 4 tiếng. Mình gặp những người cao nhất fucking Pablo chỉ trong vòng 4 tiếng, mua một chai nước hoa 6 triệu về, 7 triệu về xịt lên người, nó bám được 4 tiếng là căng, chúng trung bình toàn được 2 tiếng mà eau de parfum chứ không phải là cái gì. Thì đây các bạn có thể mua con này về để thỏa nỗi khát khao một phần rằng là cái con nước hoa mà các bạn cũng như mình rất là thích nó bám quá tệ thì con này bám sẽ tốt hơn nước hoa đó. Thì mình sẽ dùng nó, hôm nay mình sẽ dùng nó. Đây sẽ dùng một lượng sản phẩm như thế này và vẫn là kiểu dạng quắc như bình thường thôi, thực ra thì cũng chẳng có gì đó. Màu xám nhàm chán, một màu xám buồn tẻ, u buồn đau đớn, một tâm hồn mà già cỗi bên trong một cái vỏ sản phẩm mà trẻ trung trời đất. Thơm quá. Đó thì mình sẽ vuốt lên tóc ướt. Và thực sự nói với các bạn như này này, thì, cái cảm giác mà dùng con gôn này với cả con gôn thường, thực sự ra mình có cảm giác con gôn này ấy, nó dính nhiều hơn con gôn thường các bạn, cảm giác thôi nha. Chứ còn nếu mà góc độ mà review thì mình vẫn phải công tâm chứ làm sao mình có cái cảm giác được. Đấy mình cũng chỉ muốn nói các bạn rằng là đôi khi mà cái cảm giác của mình nó không chính xác thôi. Đó.
Các bạn ạ, thì chính xác thì lúc nãy thì cái cảm giác của mình đã nhầm. Bởi vì là ngay từ lần đầu tiên sử dụng thì mình đã thấy ngay rằng là cái độ rít của cái sản phẩm này nó còn kém hơn cả sản phẩm thương mại chính thức. Đó, tuy nhiên rằng là nó cảm giác nó rất là nhẹ nhàng các bạn. Cái nó không nặng nặng như kiểu cái con bản gốc mà bán phổ thông đâu. Nó rất là nhẹ và cái cảm giác rít nó cũng ít hơn. Để mà nói rằng là nếu mà đây là một scoop mà để mà miêu tả rằng con này có extreme hole hay không thì mình khẳng định với các bạn là không. Thế nên là mọi thứ nó chỉ là một cái mức tương đối các bạn, có thể là nhà sản xuất sẽ dùng khác bởi vì cái lượng dùng của họ khác nên họ cảm giác ở đây extreme hole ok, nhưng mà nếu mà lượng dùng của các bạn khác và thậm chí là rất ít so với nhà sản xuất thì các bạn không nên mà đổ tội là rằng là cái sản phẩm này không lên được extreme hole. Tất nhiên thì mình cũng sẽ cố sử dụng sao ở mức trung bình để mà có thể đánh giá được một cách khách quan rằng là con này nó có lên được extreme hole hay không đó, chứ mình sẽ không dùng ít quá. Thực ra thì có do là mình tóc mỏng thưa nên là mình thường dùng sản phẩm ở trên nền tóc ướt để cho nó đỡ đỡ đứt tóc và dùng ít sản phẩm thôi, tức là cái khả năng bởi vì là mình đã có form tóc sẵn rồi thì cái khả năng restyle ở trên mái tóc của mình nó ở mức tốt, nên là việc úp mũ bảo hiểm nó xẹp xẹp xuống xong rồi mình vẫn có thể hất được nó lên là chuyện bình thường luôn, cực kỳ bình thường, không có gì mà có thể gọi là ngoài tầm kiểm soát của con sáp nào cũng thế. Có một số con độ đàn hồi cao hơn thì sẽ tốt hơn, ví dụ như là Trizet Dreamer đó, tí nữa là nó ngọc Trizet Dreamer, những kẻ mộng mơ đó, thì con này có độ đàn hồi rất là cao và việc mình restyle nó khi sau khi ụp mũ thì chuyện bình thường gần đường hộp sữa luôn. Tuy nhiên rằng là có một số con độ đàn hồi không được tốt lắm, hoặc là ít nhất là độ đàn hồi không được tốt trên nền tóc của mình, thế là thành ra là nó sẽ sập nhiều hơn. Tuy nhiên là vẫn còn form tóc, mình vẫn có thể hất nó lên được mà đó. Vâng, xin giới thiệu với các bạn, đây là sản phẩm hoàn thiện của Bivalent Black Gold phiên bản fucking amazing. Thì thực sự ra mà nói, có lên được Extreme Hold không? Nếu mà so sánh cái Extreme Hold này với con Blue Man ngựa vằn nha, thì cái Extreme Hold này còn lâu nó mới bằng con Blue Man ngựa vằn. Mình nói khẳng mẹ định luôn với các bạn thế luôn. Nó sẽ kiểu ở mức hai hold thôi. Và ngay cả trên tóc mình cũng cảm nhận rằng là ở trên tóc mỏng thì ở mức extreme thật, nhưng mà nếu mà lên trên cái nền tóc dày hơn, mật độ nhiều hơn thì cùng lắm chỉ lên mức 2 hoặc là firm thôi. Và cái độ rít thì sao? Mình khẳng định với các bạn luôn là độ rít của sản phẩm này ít hơn so với phiên bản thương mại. Đó cũng là một cái mà mình thấy khá là dễ chịu, nhìn chung khá là dễ chịu so với phiên bản thương mại. Tuy nhiên rằng là mình sẽ không có một cái đề xuất cho các bạn nào mà thích cái sự khô cứng các bạn mua cái sản phẩm này về, thì thực sự ra nó chỉ giúp cho các bạn phần nào mà thôi. Hoặc là nếu mà các bạn muốn nó dùng nó dít hơn thì các bạn có thể sử dụng sản phẩm hoàn toàn trên nền tóc khô, chứ không nên sử dụng sản phẩm trên nền tóc ướt hoặc là ẩm như mình. Đó, bởi vì mình review nên là mình sẽ chỉ sử dụng một sản phẩm trong một lần thôi. Thế nên là việc mình pre-styling bằng sáp chẳng hạn, nó là một cái khác so với các bạn rồi, và các bạn không nên như thế. Đó, mình khẳng định luôn là không nên nha. Các bạn có thể dùng nhiều cách khác nữa. Đó. Theo mình đánh giá thì ở đây chúng ta sẽ có gì? Matte finish, ok, chuẩn. Extreme hold với mình là chuẩn, có thể là hơi sai lệch tí so với mọi người nhưng về cơ bản là chuẩn, không có gì chê trách. Mùi thơm không? Có, khẳng định luôn, mùi thơm vô cùng. Mùi thơm vô cùng, fabulous vô cùng. Tuy nhiên rằng là sẽ không được như nước hoa. Tất nhiên là đây sẽ là một cái sản phẩm bổ trợ cho những cái nước hoa nào mà mùi hướng mùi hoa nha các bạn, hoa kiểu hoa trắng kiểu thơm 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 kiểu hơi nó tả sao nhỉ, khó tả quá, kiểu như là mùi hoa bưởi vậy. Hoa bưởi, hoa quất, kiểu hoa cam, kiểu kiểu thế. Các bạn hãy hình dung cái mùi kiểu thế thì sẽ hợp với cái con sáp fucking amazing này, cực kỳ hợp luôn.
nó chính là con sáp sinh ra có cái mùi sinh ra phù hợp với những cái mùi hoa trắng kiểu thế. Tuy nhiên rằng là nếu mà anh nào mà ít tóc quá ấy, thì em khuyến cáo là các anh không nên thử con này, vì thực sự ra mà nói là con này nó rất là dít, nó rất là dít thưa các anh. Nếu mà các anh quá ít tóc, thậm chí ít tóc hơn em, thì không nên dùng con này hoặc là bất cứ con nào có độ dít cao, nó thực sự rất là kinh khủng và hoàn toàn là không mang lại trải nghiệm tốt lắm. Nếu mà thực sự muốn cần một cái mùi nó duy trì thì cố tìm chỗ nào nhiều nhiều tóc và vuốt một ít tí xíu thôi, mình có thể vuốt xoa tay vuốt lên tóc kiểu này đó để mình duy trì cái mùi, chứ không nên cố gắng dùng nó một cách hoàn hảo vì như thế nó rất là kiểu hại tóc ấy. Tóc nó chả có bao nhiêu rồi còn rứt nó ra thì tệ lắm. Chốt lại thì đây là một sản phẩm đấy bây giờ khá là đáng mua. Mình có cảm giác rằng là Cold Digger ra sản phẩm limited nào đáng mua hết đấy. Nhưng tuy nhiên rằng là mình thì không có thừa tiền đến nỗi là cái gì của Babylon Cold Digger ra thì mình cũng mua, mình cũng phải có lựa chọn vì cũng ít tiền như các bạn mà thôi. Nó có rất là nhiều cái ưu điểm như mình vừa kể, độ giữ nếp cao, bóng mờ, mùi thơm, dung tích cũng vừa đủ, giá thành bây giờ chắc là cũng hợp lý. Nói thật Babylon giờ chắc là cùng lắm là 450 đó thì cũng khá là hợp lý chứ cũng không quá đắt. Và quan trọng nhất là cái phiên bản lần này là một phiên bản giới hạn. Tuy nhiên rằng cái nhược điểm duy nhất là cái màu sắc của màu sáp nó rất là ảm đạm, nhìn trông rất là chán đời. Phê bình Babylon không biết là vì sao các anh làm cái kiểu tâm hồn nó tẻ nhạt, nó sắm ngắt như vậy, nhìn trông rất là buồn các anh ạ. Các anh có thể đổi sang màu hồng hoặc là màu gì đấy nó vui đời, yêu tươi, yêu đời hơn một chút cũng được không? Rất là nhiều cách để tạo màu mà, tại sao lại là màu xám? Ôi nó tệ, cái màu xám nó tệ kinh khủng. Thôi cuối clip rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi Nguyên Review đến ngày hôm nay và đã ủng hộ trong Nguyên Review rất là nhiều cái tâm tư tình cảm, những cái thắc mắc rất là hay ho. Mình cũng sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn, mặc dù là đéo hiểu sao mà cái app YouTube Studio nó không bao giờ nó thông báo cho mình kiểu như vừa các bạn vừa bình luận xong nó thông báo lên luôn đến kiểu Facebook ấy, nó kiểu 3 tiếng sau mới thông báo, mà khi mà đọc vào toàn kiểu mấy người hỏi rồi xong rồi kiểu kiểu bỡ lỡ ấy. Đôi khi nó còn bị sót những cái bình luận ở những cái video video cũ cơ, thành ra là mọi người cũng thông cảm cho mình ha. Mà mình thực sự ra là đấy là cái giới hạn của việc công nghệ nó chưa phục vụ được tốt với bản thân mình, thế nên là đôi khi cũng sẽ sót một vài người và chân thành là mong rằng mọi người bị bỏ sót thì thứ lỗi cho mình, bởi vì mình cũng không phải là người không kỹ tính nhưng mà kiểm tra thì thực ra cũng đến có giới hạn, đôi khi có những cái clip nó lâu quá rồi mình cũng không, nó không hiện thị thông báo nên mình không biết được đó. Tiếp theo thì như mọi khi thì cũng cảm chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và luôn luôn đẹp trai, cũng đừng quên theo dõi những clip sắp tới của Nguyên Review và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những clip review sắp tới, có thể lại những phiên bản giới hạn nữa của Babylon. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Nguyên Review, chào tạm biệt.